Khi nói đến những con người làm rạng danh quê hương ba dải cù lao của xứ Dừa Bến Tre, doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu là nhân vật không thể thiếu trong tâm thức của người dân xứ Dừa. Trở lại Bến Tre trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Đồ Chiểu, chúng ta sẽ được xuôi dòng lịch sử để tìm hiểu về thân thế, về sự nghiệp và đặc biệt là điều gì đã đưa Nguyễn Đình Chiểu trở thành doanh nhân vương tầm thế giới. Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Cha của ông là ông Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, là thư lại Ti Văn Hàng của Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Mẹ của ông là bà Trương Thị Thiệt, người Gia Định. Tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy giờ, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại Gia Định. Cuộc nổi dậy này đã khiến cha ông phải bỏ trốn ra Huế rồi bị cách chức. Năm 1833, cha của ông trở vào Nam, đem ông ra gửi cho một người bạn ở Huế để tiếp tục việc học. Nguyễn Đình Chiểu sống ở Huế từ năm 12 tuổi cho đến năm 19 tuổi. Năm 1843, ông đỗ tú tài ở trường thi Gia Định đúng vào năm 21 tuổi. Khi ấy có một nhà họ Võ hứa gả con gái cho ông. Năm 1847, Nguyễn Đình Chiểu trở ra Huế để học và chờ thi khoa kỷ dậu năm 1849. Nhưng chưa kịp thì được tin mẹ mất. Trên đường về chịu tang mẹ, vì thời tiết thất thường, vất vả và khóc thương nhiều nên ông đã bị bệnh rồi mù cả đôi mắt. Trong thời gian nghỉ lại ở Quảng Nam chữa bệnh, tuy bệnh không hết, ông đã được vị danh y truyền dạy nghề thuốc. Đuôi mù, mẹ mất, hôn thê bội ước, cảnh nhà sa sút, ông đóng cửa chịu tang cho đến năm 1851, sau đó mở trường dạy học và làm thuốc. Năm 1854, một người học trò vì cảm phục và mến thương ông đã xin gia đình gả cô em gái thứ năm cho thầy. Khi Pháp chiếm thành Gia Định năm 1859, ông cùng gia đình chạy về quê vợ ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc. Dưới mái chùa Tôn Thạnh, từ năm Kỷ Mùi năm 1859 đến năm Nhâm Tuất năm 1862, đại chí sĩ Nguyễn Đình Chiểu bề ngoài mở lớp dạy học, bên trong lãnh đạo nghĩa binh chống Pháp. Và cũng chính ngôi chùa Tôn Thạnh này, cụ đã sáng tác bài thơ Lục Vân Tiên. Khi ba tỉnh miền Đông rơi vào tay quân Pháp, không chịu sống trong vùng bị chiếm đóng, Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình xuôi thuyền về làng An Đức, Tổng Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc tỉnh Bến Tre. Tại đây, ông tiếp tục dạy học, bốc thuốc, đồng thời vẫn giữ mối liên hệ với các sĩ phu yêu nước, từ chối trước mọi cám dỗ của đối phương. Vào tháng 7 năm 1888, cụ Đồ Chiểu mất tại Ba Tri, Bến Tre. Người dân kể lại rằng ngày đưa cụ đi an táng, cả cánh đồng An Bình Đông trắng xóa khăn tang của những người mến mộ ông. Khi nói đến về tài sản của cụ Đồ Chiểu, những hậu vệ của cụ kể lại rằng tài sản của cụ nếu có thì ở gia đình, nhưng chẳng biết ở nơi đâu. Có hồi quan Tây ngỏ ý tìm trả, cụ không màng tới. Đất vua còn mất thì của tôi xá gì. Cụ đi thuyền theo đường biển đến đây, làm người Ba Tri. Khi cụ mất, người dân tự nguyện để tan trắng cả một vùng. Về tầm vóc của Nguyễn Đình Chiểu, các nhà nghiên cứu xếp ông bên cạnh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Ngô Thị Nhậm, Cao Bá Quát. Khi nói đến thơ của Nguyễn Đình Chiểu, trước hết phải nói đến tác phẩm Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên đề cao tình nghĩa ở đời, tình cha con, tình vợ chồng, tình bạn bè, tình thầy trò, tình thầy tớ. Tình nghĩa là căn cốt trong tâm hồn của người Việt Nam, đó là tính cách của Việt Nam, của văn hóa Việt Nam, đó là giá trị mà người Việt Nam có thể mang ra thế giới. Lục Vân Tiên đề cao tinh thần nghĩa hiệp, trọng nghĩa khinh tài, thông qua hình tượng Vân Tiên đánh cướp, giúp dân giúp nước. Lục Vân Tiên còn là tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng, ít nhất 7 bản tiếng Pháp. Năm 1985, Lục Vân Tiên còn được dịch ra tiếng Nhật. Năm 2016, Lục Vân Tiên được dịch ra tiếng Anh. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu là tác giả hàng đầu của Việt Nam về thể loại văn tế. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là một án văn nổi tiếng trong làng văn học Việt Nam của thế kỷ 19. Tác phẩm này, Nguyễn Đình Chiểu dành cho các nghĩa quân hy sinh trong trận Cần Giuộc. Đó là một trận đánh lớn của quân ta. diễn ra vào đêm 14 tháng 12 âm lịch năm 1861. Hơn 20 nghĩa quân đã anh dũng hy sinh, từng phủ gia định là Đỗ Quang đã yêu cầu Đô Chiểu viết bài văn tế này. Ngay sau đó, vua Tự Đức ra lệnh phổ biến bài văn tế trong các địa phương khác. Ngoài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, còn có các bài văn tế dành cho các anh hùng như là văn tế Trương Định, văn tế sĩ dân Lục Tỉnh Trận Vong và thơ điếu Liên Hoàng, thơ điếu Trương Định, thơ điếu Phan Tòng, thơ điếu Phan Thanh Giảng. Ngoài ra còn thơ và tập truyện thơ nôm, ngư tiều, y thuật vấn đáp. Các tác phẩm thể hiện một lòng yêu nước tha thiết, một khát vọng về tự do, tự quyết của dân tộc. Với tinh thần ấy, các tác phẩm đã đưa Nguyễn Đình Chiểu lên vị trí hàng đầu trong các nhà thơ yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 và cũng chính nhà thơ tiêu biểu cho phong trào phi thực dân hóa của các dân tộc Á Phi, một phong trào được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận tiến bộ trên thế giới, phù hợp với hiến chương của Liên Hiệp Quốc, trong đó có UNESCO. Tư tưởng yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu gắn liền với chủ nghĩa nhân đạo, thân dân, với tinh thần yêu hòa bình, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua các tác phẩm, Nguyễn Đình Chiểu luôn phản ánh số phận của nhân dân. Nhân dân là nạn nhân đầu tiên của chiến tranh, đặc biệt là phụ nữ, là trẻ em, nhóm những người yếu thế nhất trong xã hội. Nguyễn Đình Chiểu còn là một nhà giáo uy tín cao, thường được dân Lục Tỉnh gọi là cụ đồ, với thái độ kính trọng mà thân thương. Học trò của ông rải rác khắp Sài Gòn, Cần Giuộc, Paris. Cụ còn là một người thầy thuốc lớn, thương dân, có trách nhiệm, rất đề cao y đức. Trong Lục Vân Tiên, ông gai gắt lên án bọn lang băm, hám lợi, hại người. Sách Ngư Tiều, Y Thuật Vấn Đáp của ông là một cuốn cẩm nang, sách giáo khoa về nghề y, đương thời rất được các thầy thuốc ưa chuộng và sử dụng rất nhiều. Với những đóng góp đầy ý nghĩa mang tầm vóc của thế giới, cho nên tại phiên họp toàn thể kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Paris, hai nhà thơ của Việt Nam là Nguyễn Đình Chiểu và Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết, vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh năm mất. Để được UNESCO vinh danh thì theo các quy định, các hồ sơ đề cử phải đáp ứng các tiêu chí do UNESCO đề ra, đặc biệt là phải phù hợp với lý tưởng và sứ mệnh của tổ chức UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin, tuyên truyền, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Đồng thời, mỗi sự kiện, nhân vật đề cử phải có tầm ảnh hưởng rộng rãi, được biết đến cả ở bên ngoài quốc gia được đề cử. Hai hồ sơ Việt Nam được đệ trình lên đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Và trong buổi lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ đồ Chiểu, ngài Christian Manhart, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam khẳng định, Nguyễn Đình Chiểu là một người có tính cách phi thường và là một trong những nhà thơ Việt Nam nổi tiếng nhất. Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng. Những lý tưởng về hòa bình, về tình yêu thương con người và lòng khoan dung của ông hoàn toàn phù hợp với lý tưởng và mục tiêu của UNESCO đề ra. Ông cũng là một nhà giáo xuất sắc, đã cống hiến cả đời mình để truyền bá kiến thức. Đó là một nhiệm vụ mà UNESCO coi trọng. Ông cũng là một thầy thuốc vĩ đại với tầm nhìn sâu rộng trong việc cứu giúp người. Câu chuyện về cuộc đời của ông là nguồn cảm hứng không chỉ dành cho người Việt Nam mà cho toàn nhân loại. Và khi đến với khu mộ của Nguyễn Đình Chiểu tọa lạc tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đây là một quần thể kiến trúc bề thế tọa lạc trong khuôn viên có diện tích hơn 1,5 hectare, được trùng tu vào năm 2000, gồm cả khu lăng mộ cũ được xây dựng vào năm 1972. Công trình bao gồm cổng tam quan, nhà bia, đền thờ mới, đền thờ cũ và toàn khu mộ. Toàn thể khu mộ mang phong cách kiến trúc truyền thống của các đình chùa Việt Nam. Bên trái nhà tưởng niệm là phần mộ của cụ đồ Chiểu và phu nhân. Kế bên ngôi mộ của cụ đồ Chiểu là nơi yên nghỉ của nữ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khuê, tức là bà Sương Nguyệt Ánh, con gái của nhà thơ. Bà là một trong những nhà thơ, nhà báo nổi tiếng, chủ bút tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam, đó là tờ Nữ Giới Chung. Ngoài ra, còn có các ngôi mộ tròn sơn màu vàng ở phía trước. Theo lời kể của người cháu đời thứ 5 của cụ đồ Chiểu, thì mấy ngôi mộ tròn này là của gia đình chủ đất. Cụ đồ Chiểu và vợ nằm đây là nằm trên đất của học trò, của bà con Ba Tri tặng cho, chứ bản thân cụ không có đất. Sau này, nhà nước đổi vườn, mua thêm ruộng đất để lập khu lưu niệm. có khu lưu niệm lớn nhất vùng rồi nhưng cụ vẫn nằm với người dân. Và khi nhắc đến Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta sẽ nhớ đến hai câu thơ nổi tiếng của cụ: chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Như vậy, gần 200 năm qua, người dân Bến Tre luôn xác định Nguyễn Đình Chiểu là biểu tượng của vùng đất ba dãy Cù Lao. Lịch sử và tâm thức người dân Bến Tre luôn khắc ghi tư tưởng và nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu. Đến đây, tôi xin phép tạm dừng video này. Hẹn gặp lại quý vị ở một chương trình tiếp theo.